Hello anh em. Hôm nay mình sẽ dạo vòng quanh cửa hàng và giới thiệu cho anh em là bên cửa hàng mình sắp dời cái tôn sen về gần bên cửa hàng này luôn nha mấy anh em. Bên đây là cửa 878 nè. 88 thì bán công cụ buộc phao nha. Chút xíu mình sẽ quay qua cho anh em cái nơi mà chuẩn bị dời qua đây. Rồi, bên đây là cái buộc phao nè. Quá phao chứ lộn, độc lộn. Tô tàu nha. Rồi, bên đây là dòng máy DC ha, dạo quanh để cho anh em thấy được cái máy DC. Rồi, đây là dòng máy buộc phao. Ok. Quá phao Inco. Đây là bên địa chỉ 878 là Long Quân ha. Đó. Thấy đẹp ha. Đó, anh em là mua máy thì mình có thể ở đây giống dòng máy DC quá trời nè. Đó. Máy DC. Tô tàu ha. Máy cắt sắt thi trượt. Đó, đúng rồi. Máy tinh giá 1,2 triệu. Đó. Rất là đẹp luôn anh em ơi. Rồi, kế bên thì anh em 876, địa chỉ là 876. thì đồ nghề không á. 86 đồ nghề không. Đi hơi nhanh chút xíu ha. 86 đồ nghề không luôn. Ok, dòng xung quanh này. Đó. Rất là nhiều đồ nghề ha. Anh em cứ ghé bên đây anh em mua nè. Nhưng mà chưa, nhiều đây thì nó chưa có đã lắm. Nha, từ từ. Đây mình sẽ qua chỗ mới nè. Chỗ mới chưa có trưng bày. Rồi, bên đây là chỗ mới cho mấy anh. Chỗ mới này là 872. Ok ha, anh em thấy đi cái địa chỉ là 872 nè. Bỏ 84 đi, 84 là tiền photo kế bên. Nè, 84 kế bên. Photo, rồi tới 876, 878 nha. Nơi đây sẽ trưng bày nguyên cái giải bên đây. Đang làm nguyên giải bên đây là sẽ là của Quật Pro. Nguyên giải bên đây là của Quật Pro nha. Tầm đó khoảng cỡ mười mấy kệ đó. Nguyên cái giải từ sát cái tường bên đây là lên tới trên là của tôn sen anh em ha. Tôn sen ở giữa nó mấy anh, ở giữa nó, ở đây rộng lắm, đây rộng hơn bên 850 nhiều luôn. Ở giữa nguyên cái dải nữa nha. Anh em thấy cái không gian rộng không. Ở phía dưới là cái bề ngang nó gần 5m, ở bên trên thì 4m mấy, 4m3 gì đó, 4m3 gì đó. Nó nở hậu mấy anh, thì đang làm cái thứ nhất là điện đóm. Tường thì sơn sơ sơn lại thôi. Đó, nguyên cái giải luôn. Rất rộng. Đó, cái nền thì đang lát cái nền này nè. Nay mai anh em qua là nguyên cái nền nè. Đẹp. Đó, nó sáng ngời luôn. Kết hợp với cái nền này với cái tường này. Rất là sáng luôn. Đó. Ok, đang thi công. Trong ngày là xong cái nền. Trong tuần này thôi. Tuần này là sẽ có tuần sau chứ anh em. Tuần sau. Sao sẽ mình dời qua đây để chi, để nay mai anh em mua hàng nó dễ, nó có thể để xe bên đây nha. Mình thấy mình để xe bên đây, mình đi qua đi lại hai bên được luôn, không cần phải dù mình để xe bên đây còn đi qua bên 876, 878 được luôn ha. Đây nè, để xe bên đây, đây là 872. Ok ha. Rồi 872, 874 tiệm photo. Rồi tới 876 rồi, qua bên đây anh em mua đồ. Ok chưa. Rồi bên đây 878. Đấy, nó gần như vậy đó anh ta. Bỏ cho nó dễ. Nên nhiều lúc anh em mà đi ghé bên 850 thì nó hơi xa. Ở đây mình tiện cả đầu đường luôn mấy anh em ơi. Rồi thôi, hôm video này chứ quay thông báo vậy cho mấy anh em ha. Để nay mai mình mua hàng cho nó dễ. Có tôn sen rồi có king lu á, rồi có đồ đạc gì đó, rồi sẽ làm thêm những cái hàng mới anh em ơi. Có thêm những cái mặt bằng nó rộng ra thêm thì mình sẽ có thêm những cái mới, có những cái hàng mới, những cái mới để mình làm, mình mở rộng ra thêm. Rồi ok ha. Đây là những máy tô tàu. Rồi đó, máy đồ nghề gột phò nha. Rồi địa chỉ là 872, 876, 878 Lạc Long Quân, phường 8 Tân Bình, Phố Hồ Chí Minh. Ok nha, anh em còn mua thì liên hệ. Một nữa cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.